Người đàn ông này sinh ra đã bị thọt, một chân ngắn một chân dài, rất khó để luyện võ nhưng lại có một ý chí phi thường, không muốn người khác khinh thường mình. Ngày nào anh ta cũng sát muối lên mặt, sát nhiều đến nỗi da mặt dày như cái thớt. Đó là cách luyện công từ thời xa xưa. Để trở thành cao thủ số một thế giới, anh ta đã khổ luyện tất cả các loại võ công nổi tiếng nhất, luyện ngày không đủ thì tranh thủ luyện đêm. Cuối cùng anh ta đã luyện được một cơ thể mình đồng chim sắt vô cùng mạnh mẽ, vô địch thiên hạ. Khi giao chiến với những cao thủ giỏi nhất, lấy luôn điểm mạnh của đối phương để đánh bại đối phương. Vậy anh chàng đó là ai thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm võ thuật truyền cảm hứng mang tên Sát Quyền Cực Hay nhé. Nhận được tin báo án lúc nửa đêm, chị đẹp Lục Huyền Tâm ngay lập tức bắt Grab đến hiện trường. Chiếc siêu xe trong tư thế đầu đội trời chim đạp đất, chủ nhân của nó đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Anh ta là một võ sĩ, xương ngực xương sườn đều gãy vụn, xương sọ thì lõm sâu giống như bị người khác đánh cho tan xương nát thịt bằng nắm đấm. Hàng nóng được tìm thấy ở hiện trường, nạn nhân đã xài hết kẹo đồng mà hung thủ không bị thương, chắc hẳn hắn ta phải là ông nội của siêu cao thủ mới nấy đạn tốt như vậy. Cảnh sát còn tìm thấy một con chim yến bằng đồng, tuy nhiên mọi hướng đi cho vụ án này đang bị bế tắc. Cùng lúc đó trong một trại giam, anh chàng Hầu Võ xem được tin tức về vụ giết người trên TV thì liền nhận ra ngay nạn nhân lại là một võ sư mà anh quen. Hầu Võ liền tìm đến thằng cai ngục, nói muốn tìm gặp người phụ trách vụ án này là chị đẹp Lục Huyền Tâm, anh có thể giúp họ đưa hung thủ vào trại giam chăn kiến chơi chơi. Nhưng quản ngục lại nói với anh rằng, mày nghĩ mày là bố tao à mà tao lại phải nghe cái mồm thối của mày. Thì ra anh chàng này trước đây từng là trưởng môn nhân của một môn phái nổi tiếng nhất tại Phật Sơn, đó là Hợp Nhất Môn. Sau này anh đã trúng tuyển trở thành giảng viên, huấn luyện viên võ thuật của đội cảnh sát. Tuy nhiên võ công của anh quá mạnh, trong một lần tỉ võ đã lỡ tay giết chết đối phương. Sau đó anh đã ra đầu thú và được nhà nước tặng 5 cuốn lịch bao mãi chưa xong. Nhìn mặt thằng cai ngục khó ưa, Hầu Vũ bèn nghĩ ra một cách. Anh liền tìm đến mấy thằng bạn tù, vừa giơ tay đòi thỉnh giáo thì ngay lập tức cho thằng béo đại ca ăn một đạp vỡ hết cả alo. Những cú đấm uy lực được tung ra cho thấy mấy thằng này không phải là đối thủ của anh. Thách đấu một băng đàn lớn trong tù nhưng chẳng hề run sợ, một đỉnh mười nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ. Thằng nào nhao vào là vỡ hết mồm thằng đó, không đáp chiếu thì cũng vào viện chấn thương chỉnh hình. Tên đại ca bất ngờ cắn trộm Hầu Vũ một nhát vào đầu, ba màu sáu cơn anh đấm hắn bay xa 3 mét, ói cả mật xanh mật vàng. Quản ngục cho đánh chán rồi mới báo động xông vào đàn áp. Chúng mà vào sớm tí nữa có khi cũng bị Hầu Võ đi đường quyền cho tới công chuyện luôn. Với thành tích một lúc đấm 27 tù nhân nhập viện chỉ vì đòi gặp Lục Huyền Tâm, cuối cùng ý nguyện của anh cũng đã được thực hiện. Gặp được chị đẹp, Hầu Vũ không vòng vo mà vào luôn vấn đề, tôi có thể giúp các người phá án. Chị đẹp hỏi anh có biết hung thủ không, Hầu Vũ nói rằng tôi không biết, nhưng tôi biết được hắn là người như thế nào. Hắn là người gặp quyền giết quyền, gặp Phật giết Phật. Hắn sẽ tìm những cao thủ có võ công cao cường nhất để tỉ võ rồi ra tay sát hại. Tôi sẽ giúp cô nhưng các người phải thả tôi ra. Tại sao chúng tôi phải cần cái mặt anh giúp mới tìm ra hung thủ? Anh nghĩ chúng tôi tin một thằng giết người như anh sao? Chỉ vì võ công của anh giỏi ư? Nói xong chị đẹp liền quay người rời đi. Hầu Võ liền nói ra 7 cái tên sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn ta, nhưng Lục Huyền Tâm lại không quan tâm. Bán tin bán nghi, chị đẹp vẫn cho người điều tra thì thấy 7 người này toàn là cao thủ võ lâm danh tiếng lẫy lừng. Cùng lúc đó, Phong Phu Tu đã tìm đến một cao thủ trong số đó là Đàm Kính Ngưu. Ông là đệ nhất môn cung phu thối pháp chuyên đánh bằng chân, một môn võ thối lẫy lừng phương Bắc. À nhầm, môn võ uy danh lẫy lừng phương Bắc. Nhưng nay ông đã quy về ở ẩn tại một viện bảo tàng. Hắn muốn phân cao thấp một mất một còn bằng chính tuyệt kỹ này. Đàm Kính Ngưu phát hiện ra đối thủ một chân ngắn một chân dài bẩm sinh mà lại luyện được cung phu thối pháp thì quả là cao thâm, liên tục choảng nhau bằng những đòn chí mạng, chân hai người sắc cứ như dao chẻ tre, tất cả mọi thứ đều bị chặt đứt tan tành. Bác thối phương võ công cao cường đến thế nhưng vẫn bị Phong Thọ dùng thối pháp bể càng, sau đó lại nhận luôn một vé xuống chầu Diêm Vương. Nhận được tin báo án, chị đẹp cùng 5 cho anh em cảnh sát liền có mặt tại hiện trường. Án mạng lần này giống hệt như lần trước, trên người nạn nhân cũng có một con chim yến bằng đồng. Cảm thấy vụ này khó nhai và không làm ăn được gì, cô nàng Lục Huyền Tâm đành phải nhờ sự trợ giúp từ người thân đó là Hầu Võ. Cô liền thả anh ấy ra. Hầu Võ nói rằng thằng cờ hò đó chuyên dùng võ công lợi hại nhất của đối phương để giết hại đối phương, dựa vào trình tự giết người của hung thủ có lẽ hắn thực hiện theo một bài về võ công, rất ít người biết đến bài về này. Theo anh, người tiếp theo là Vương Chiết, một bậc thầy khóa khớp hàng đầu võ lâm. Đúng lúc đó, Phong Vu Tu đã mò đến tìm Vương Chiết. Không cần nhiều lời, họ liền phang nhau trong căn phòng chật hẹp. Vương Chiết giỏi nhất là cung phu bẻ khớp nên Phong Thọt cũng chỉ dùng bẻ khớp mà thôi. Liên tục các đòn chí mạng được tung ra, chạm vào chỗ nào cũng như muốn bẻ gãy xương của đối phương chỗ đó. Bẻ trên bẻ dưới, bẻ tới bẻ lui, bẻ đến nỗi toát hết cả mồ hôi háng thì cuối cùng Vương Chiết đã bị khuất phục. Lão Thọt dùng thủ pháp điêu luyện gậy ông đập lưng ông bẻ khớp tay khiến ông khóc thét không thôi. Sau đó hắn đập đầu Vương Chiết vào bể cá rồi một cước đánh tung ra cửa sổ học bay. Lúc này chị đẹp và Hầu Võ mới tới nơi thì chỉ còn đúng cái xác khô. Vương Chiết là bạn cũ của Hầu Võ, anh ân hận vì đã đến quá muộn nên chỉ biết vuốt mắt cho bạn yên nghỉ mà thôi. Phong Vu Tu đứng trên nóc nhà nhanh mép cười khiêu khích. Hầu Võ lập tức đuổi theo thằng cờ hó này, ba chân bốn cẳng chạy mãi cuối cùng lại mất dấu hắn ta tại một nơi toàn vải lụa. Bất ngờ hắn cắn trộm anh một cước thối nát tim gan, sau đó lấy đà bay như chim qua nóc nhà kế bên một cách ả ma Canada. Hầu Võ nhìn sang chỉ biết khóc một dòng sông vì tòa nhà quá cao. Để làm rõ thân phận hung thủ, Hầu Võ đành bắt siêu xe quay trở về Phật Sơn. Tại đây anh gặp lại cô em gái mưa xinh đẹp của mình năm xưa, hai người ôm hôn thắm thiết, họ từng là thanh mai trúc mã hồi nhỏ, đều có tình cảm với đối phương. Chưa kịp thành một đôi uyên ương thì Hầu Vũ lại phải vào tù bóc lịch. Anh quỳ trước linh
đường của sư phụ sám hối, chỉ vì khát vọng đệ nhất thiên hạ đã đi tỉ thí khắp nơi rồi lỡ tay xảy ra án mạng, làm cho Hợp Nhất Môn phải giải tán. Sư muội xin Đức Phật cho Hầu Võ một sợi dây thừng rồi đeo cho anh, hy vọng sợi dây này sẽ kiềm chế nắm đấm của anh mỗi khi giao đòn với một ai đó. Tối đến anh phát hiện trong nhà cũng có một con nến bằng đồng, hỏi ra mới biết mấy tháng trước có một thằng quầy đến đây gửi cái này nhờ cô đưa cho anh, hai người đều không biết đây là cái quần quầy gì. Sáng hôm sau sư muội dẫn Hầu Võ tới gặp một vị tiền bối, ông ấy nói rằng vào thời nhà Thanh, cao thủ khắp nơi tới kinh thành tranh giải võ thuật bát hương vàng, ai thua sẽ được triều đình tặng một món quà an ủi là con yến này. Ý của triều đình chính là mấy thằng con nhà Võ chúng mày có giỏi tới mấy cũng như chim yến để nấu súp phục tùng đế vương mà thôi. Đột nhiên một ông hói đầu nhiều tóc bước đến và nói, vài năm trước ông có giao đấu với một tên thọt chân tại quán ăn của mình, tuy nhiên hắn ta là một nhân tài luyện võ đã khiến ông thua một chiêu và hắn cũng để lại thứ này. Tên gã đó là Phong Vu Tu, sống cùng vợ ở Hà Lội. Ông vừa nổ địa chỉ thì Hầu Vũ liền alo cho chị đẹp mang xích tới bắt hắn. Tuy nhiên khi mọi người tới nơi thì chỉ còn đúng cái nịt, hắn đã bỏ đi lúc nào không hay. Bà chủ nói với mọi người rằng Phong Vu Tu và vợ hắn 3 tháng trước từng sống ở đây, hai người vô cùng yêu thương nhau. Tuy nhiên vợ hắn bị ung thư mà hắn ta ngày ngày chỉ biết luyện võ chứ không làm cái quái gì để kiếm ăn hết. Ngày nào bà cũng thấy hắn lấy một rổ muối cứng sát lên mặt như một thằng thần kinh, chà tới khi khắp mặt toàn máu, dần dần da hắn sẽ dày lên và chịu đòn rất tốt. Hắn biến cái chân thọt là khuyết điểm trở thành hoàn mỹ nhất. Trước khi xuống núi, hắn còn để lại vài câu trên tường, nhớ vợ thương con thèm thịt chó, nam nhi phải tranh phong với quần hùng thiên hạ. Điều hắn muốn chính là thiên hạ vô địch. Sau khi điều tra ra chân tướng, mọi người quyết định quay về Hồng Kông. Tuy nhiên Hầu Võ sợ em gái mưa bị Phong Vu Tu sát hại nên đã bảo cô đến Sơn Đông lánh nạn. Tuy nhiên chị đẹp lại bảo hai huynh đệ cùng đến Hồng Kông để phục vụ điều tra. Hầu Võ tức giận, anh không muốn sư muội phải dính vào chuyện này, nhưng cô nàng lại lo lắng cho sự an nguy của Hầu Võ nên nhất quyết đòi đi cùng anh. Hầu Võ nói theo như bài về, mục tiêu của hắn tiếp theo sau cao thủ bẻ khớp sẽ là cao thủ dùng vũ khí. Thế là họ lập tức đi tìm đại sư Trần Bá Quang, người có đao pháp nhanh hơn cả điện, một mình một đao đánh thắng 49 tên cầm côn cho vay nặng lãi. Tuy nhiên chị đẹp hết hơi giang thiên la địa võng để tóm thằng cờ hó thì lúc này mới hay. 2 năm trước ông bị xe tông khiến tay không thể cầm đao được nữa mà chỉ cầm dao cầm thớt mà thôi. Bây giờ đại đồ đệ đã lên làm trưởng môn, chính là ngôi sao võ thuật Hồng Diệp. Lúc này Phong Thọt cũng đã tìm đến phim trường, hắn rút kiếm đại khai sát giới đâm cho thằng bên cạnh một nhát rồi nói chạy ngay đi. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, hắn lại nói với Hồng Diệp rằng đây sẽ là bộ phim cuối cùng mà mày đóng. Vừa dứt lời hai bên liền lao vào trao dồi kiếm pháp, những đường kiếm nhanh như một cơn gió được tung ra. Hồng Diệp ban đầu đã giành thế thượng phong nhưng anh không muốn giết người kẻo lại phải vào tù bóc lịch. Tuy nhiên Thọt ca thì lại khác, hắn như muốn phanh thây anh thành trăm mảnh để chứng tỏ bản thân. Ngay lập tức hắn dẫm gãy kiếm rồi đâm vào lưng Hồng Diệp một nhát. Kiếm gãy anh đành phải dùng một vũ khí khác, Phong Thọt cũng nhặt lên một chiếc dao dọc giấy. Vô vũ khí loại nào cũng đã từng chơi, tuy nhiên dao dọc giấy thì anh chưa chơi bao giờ. Áp sát được Hồng Diệp, hắn ta liền ra các đòn chí mạng cắt đứt tĩnh mạch khắp người anh. Sau đó một dao cắt cổ kết liễu ngôi sao diễn viên điện tử. Hầu Võ và chị đẹp lại chậm chân hơn một bước. Hai người biết rằng nếu không cao tay hơn hắn ta thì chắc chắn sẽ lại có án mạng xảy ra. Cái chết của một idol giới trẻ đã gây ra áp lực cho phía cảnh sát, truyền thông của cả nước đang rất quan tâm đến vụ án này. Sếp tổng muốn chị đẹp phải nhanh chóng phá án để không gây hoang mang dư luận. Cô xin xếp cho mình thêm 72 giờ để đưa thằng cờ hó này ra ánh sáng. Cả hai đều cảm thấy bế tắc không biết phải làm sao nên liền tìm đến manh mối là vợ của hắn ta. Qua trích xuất camera an ninh sân bay cho thấy 3 tháng trước cô ta đã tới Hồng Kông, sau đó đóng phim mất tích tới giờ vẫn lặn chưa thấy sủi tăm. Thực ra cô ấy bị ung thư hành hạ mỗi ngày, Phong Thọt không muốn nhìn thấy vợ đau đớn làm ảnh hưởng tới chuyện luyện công nên đã tự tay tiễn cô ta về trời. Đúng lúc này Phong Vu Tu gọi điện tới sở cảnh sát nói muốn gặp Hầu Võ, hắn nói người cuối cùng hắn muốn tỉ thí võ công chính là anh, bắt buộc anh phải tham chiến. Thấy phong độ trong lần gặp trước trên sân thượng của Hầu Võ có phần chán đời, hắn chê và nói sẽ làm thịt em gái mưa của Hạ Võ để anh có thể bộc lộ hết sát khí trong người ra. Dựa vào tín hiệu trên điện thoại, quân triều đình ngay lập tức đến phòng sông hơi thì hắn đã cao chạy xa bay. Điều này khiến cho chị đềm nghi ngờ Hầu Võ và Phong Vu Tu là đồng bọn của nhau, hắn đang bày kế để Hầu Võ thoát khỏi ngục giam. Tuy nhiên cô lại chưa có thêm bằng chứng gì. Vừa hay sau khi phân tích dấu vân tay trên điện thoại mà hắn để lại trong phòng sông hơi, cảnh sát đã tra ra được hắn tên thật là ông Hải San, có một người bà ngoại, bà ấy có một căn nhà ở Mũi Né, loại muối mà hắn dùng để luyện công trùng khớp với loại muối ở nơi này, rất có thể hắn đang ẩn náu ở đó. Lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng xuất kích, tuy nhiên tới nơi lại là vườn không nhà trống. Hầu Võ phát điên vì không tìm thấy lão Thọt. Trong căn nhà, cảnh sát tìm thấy những bức ảnh của hắn thời trẻ trâu cùng bài vị và tro cốt của vợ hắn. Thông qua tấm bài vị, mọi người biết được mai chính là sinh nhật của cô ta, chắc chắn Phong Vu Tu sẽ quay về happy birthday vợ mình. Ngay lập tức, chị đề bày binh bố trận khắp các nẻo sông, chỉ đợi hắn ta quay lại thì liền nhúng lẩu tại trận. Ngày hôm sau, Phong Thọt ôm bó hoa cùng nụ cười tươi rói rói quay về chúc mừng sinh nhật vợ. Nhanh chóng hắn đã rơi vào tầm ngắm của các camera chạy bằng cơm, tuy nhiên hắn nhận ra ngay có điều chẳng lành nên liền quay xe bỏ chạy. Lập tức cảnh sát phong tỏa từ phía vây bắt, không biết là ai bắt ai mới đúng. Cảnh sát còn chưa kịp bắn viên đạn nào thì lần lượt đã bị cho ăn hành trước mặt, cứ đối mặt với hắn thì đều chung một số phận không hơn không kém. Tại nhà đá lúc này, cảnh sát trích xuất camera đã phát hiện ra trước đây Phong Vu Tu từng đến trại giam thăm Hầu Võ, hai bên nhìn nhau cười vui như chúng Việt Lót. Ngay lập tức, sếp lớn đã gọi cho chị đẹp nói rằng Hầu Võ chính là đồng bọn, cô lập tức dí súng khống chế anh. Hầu Võ nhanh như chớp liền cướp súng rồi đánh gục một tên cảnh sát, sau đó tẩu thoát ra ngoài. Cảnh sát bao vây từ phía nhưng nào đâu phải đối thủ của anh, cướp súng nhanh như một cơn gió, một cái gậy còn khiến cảnh sát không kịp trở tay để nỗi hoảng
hồn phải tự gieo mình xuống sông Tô Lịch. Từng là giảng viên dạy võ cho cả sếp lớn thì giam ba anh cảnh sát quèn nào là đối thủ của anh. Cùng lúc này, em gái Mưa sợ anh trai bị lão Thọ làm hại nên đã xách kiếm đi tìm hắn ta tính sổ. Thì ra cô đã luyện kiếm từ lúc trong bụng mẹ nên cũng là một cao thủ kiếm pháp. Cô còn mang theo cho cốt của vợ hắn để uy hiếp. Tuy nhiên mạng sống của vợ hắn còn không thiết thì giam ba cái nám cho tàn có ý nghĩa gì? Lão Thọ không ngờ rằng em gái Mưa đã sinh mà kiếm pháp lại vô cùng nhanh và tuyệt diệu đến vậy. Mới vài chiêu cô đã khiến hắn phải bỏ chạy. Lão Thọ a cay con chim cú liền tung một cước khiến cô bắn ra xa. Sau đó hắn lấy ra một con dao bầu đâm xuyên qua tay của người đẹp rồi đạp một phát khiến cô long cả phổi. Hầu võ đến nơi thì đã quá trễ, Phong Thảo đã ôm cho cốt của vợ chạy ra ngoài. Hắn tiểu lý phi đao chết luôn một tên định tẩu thoát, lờ ngờ thế nào lại đi qua cửa sổ khiến hầu võ sôi máu chó. Mặc kệ sư muội ngăn cản, anh liền lao ra tấn công khiến hũ cho cốt của vợ hắn bị vỡ. Hắn điên cuồng đánh trả trên xuồng, sau đó lại ôm nhau nhảy xuống sông tắm cho mát. Hắn nhanh hơn nên đã ngoi lên tấn công một viên cảnh sát rồi tăng ga đá số chạy mất. Chị đẹp cùng anh em lập tức đuổi theo tới bến. Nhị Thọt phóng phi tiêu cánh yến khiến thằng lái đò lộn cổ xuống sông. Không những là cao thủ võ lâm, Phong Vu Thu còn là dân tổ trên mặt nước. Hắn quay xuồng khiến hải quay xe cũng phải gọi bằng cụ rồi đâm thẳng vào mạn thuyền của chị đẹp. Miếng ngon đến mồm còn để rơi xuống đất. Một lần nữa 50 cảnh sát lại để mất dấu Phong ca. Lúc này Hầu Võ đứng từ xa nói qua bộ đàm rằng có không giữ mất chị đừng tìm. Tuy nhiên tôi không phải đồng đảng của hắn, thằng Thọt đến trại gian tìm tôi nói rất ngưỡng mộ tôi vì tôi có võ công vô địch thời đó, hắn muốn đánh thắng những người tôi đã từng thắng, sau đó sẽ giết sư muội của tôi rồi đến tìm tôi để quyết chiến. Nếu tôi nói ra từ đầu hung thủ là Phong Vu Tu thì cô sẽ không thả tôi ra để cùng điều tra, tôi ở trong tù sẽ không bảo vệ được sư muội của mình, tưởng rằng cảnh sát các cô sẽ giúp sư muội của tôi được bình an vô sự, ai dè ra nông nỗi này thì tôi sẽ tự bảo vệ sư muội theo cách của riêng mình, không còn hầu vụ giúp sức. Chị đẹp liền quay lại nhà của Phong già dẹo điều tra thì phát hiện phía sau tấm áo mưa phủ bàn có một danh sách kinh hoàng, đó là tên các nạn nhân theo thứ tự mà hắn sẽ giết. Người tiếp theo đó chính là Thiệu Hàng Niên. Tối đến, Nam Chính thẫn thờ ngồi suy nghĩ về ngày xưa, thì ra anh đã từng giúp hắn trao đổi kiến thức võ công qua thư từ. Anh đã gián tiếp giúp một kẻ giết người luyện võ, cầm con 13 Pro Max trên tay nhìn ảnh em gái Mưa, anh hận khi không nấu giả cảnh hắn ngay từ ngày đầu gặp mặt. Phong Thọt lúc này đã đi tìm võ sư Thiệu Hàng Niên, người hắn muốn nhắm đến tiếp theo. Cao thủ này nay phải đi làm tài xế để kiếm cơm, không ngờ khi chặn đầu xe tải của Thiệu Hàng Niên, người bước xuống lại là Hầu Võ. Thì ra anh đã đến trước một bước. Lão Thọt thấy thế mà lại rất vui vì được đấu sớm với Hầu Vũ hơn dự kiến. Hai người đứng giữa cao tốc nhìn nhau một hồi lâu mà không chớp mắt, biết rằng nếu cứ tiếp tục nhìn thì sẽ nảy sinh tình cảm nên cả hai lao vào choảng nhau. Nhị Thọt vô cùng hưng phấn khi cuối cùng tâm nguyện quyết đấu sinh tử với người có võ công mạnh nhất đã thành hiện thực. Đòn nào của hắn cũng chí mạng nhưng đều bị Hầu Vũ phá giải, chỉ khổ thân xe tải mà thôi. Phong Vu Tu tiếp tục tung ra tuyệt chiêu cào cào vồ bọ xít lao tới tấn công, cào rách cả áo rồi cào tới mặt. Tuy nhiên giam ba kẻ võ mèo hen này thì đâu nhằm nhò gì so với nắm đấm to như quả dưa hấu của anh. Tiếp tục lên gối cho hắn tối tăm mặt mũi xây dầm mặt mày, sau đó sút cho một phát vỡ mồm con chó xồm. Đúng lúc xe tải lao tới xem chết nhưng Hầu Võ cứu hắn một mạng. Nhị Thọ thập thạnh bỏ chạy thở như chó, Nam Chính không tha liền vác hàng nóng đuổi theo phía sau. Lúc này đại sư Thiệu Hàng Niên đã gọi điện cho chị đẹp, thì ra Hầu Võ đã nhờ ông gọi điện cho cô tới ứng cứu từ trước. Nhận được tin báo, chị liền cong mông cưỡi khối phân lớn phi tới hiện trường. Cặp đôi hoàn cảnh sau khi đã mệt thì đứng lại cầm gậy tre phang nhau tới tấp. Nam Chính dùng khinh công bay xuống dưới cầu, thằng Thọ thấy thế cũng đuổi theo quật tới tấp. Hai cao thủ điên cuồng đánh nhau mà không hề sợ xe tông, đánh đến quên trời quên đất, càng đánh càng hăng như gà trống thiến. Thấy thằng cờ hò chiếm quá nhiều đất diễn, Hầu Võ máu chó dồn lên não liền song phi cho lên bờ xuống ruộng gãy hết cả đà cầu bổng pháp. Cả hai truyền qua hồ lớn quyền đánh tay không, Nhị Thọ sớm bị dính cước, Hầu Võ tung đòn đập nát thái dương khiến hắn ta hoa mày chóng mặt. Hắn ta giờ mới biết nắm đấm của Hầu Võ còn to hơn cả cái nia chứ chẳng phải quả dưa hấu nữa rồi. Phong Vu Tu sau khi bại trận thì nói giọng bố đời thách thức, đấm vào chỗ này mới nhiều máu này. Tuy nhiên Hầu Võ nhìn thấy sợi dây thừng của tiểu muội thì liền hét lớn, không, anh đẹp trai nhưng đâu có óc chó, đấm hắn quả này thì chỉ có tù mọt gông, tiểu muội xinh đẹp lại để thằng khác sơi thì quá phí. Phong Thọt không đạt được mục đích liền rung gầm xe tải, sau đó kéo chân đánh lén để ô tô cán chết anh. Hầu Võ không chết, hắn liều mạng lao tới tấn công, khi xe tải khác lao tới anh lại cứu hắn thêm một mạng nữa. Tuy nhiên khi anh nhảy ra thì lại bị kéo lê dưới đất hàng km, may mắn thoát ra thì đã ngất trên cành quất. Đợi sau khi anh tỉnh lại, Phong Thọt nói với Hầu Võ rằng mày là thằng mạnh nhất mà tao từng gặp, nhưng võ công là để giết người, mày không giết tao thì tao sẽ bê mày. Ngay lúc hắn định ra tay thì chị đẹp đã xuất hiện. Lần đầu tôi thấy có thằng ngu lấy tay đỡ đạn, ăn kẹo đồng thì người chỉ có dỗ như tổ ong chứ võ vẽ gì tầm này. Phong Thọt chết không nhắm mắt vì tiếc nuối, cả đời luyện võ cuối cùng vẫn thua một nữ nhi cầm súng. Cao thủ có giỏi cỡ nào mà gặp kẹo đồng của mấy anh cảnh thì cũng hẹo mà thôi. Kết thúc vụ án, Nam Chính quay trở lại bóc lịch cùng mấy thằng bạn tù. Tuy nhiên chị đẹp và sếp lớn đã đề nghị tòa cho anh được miễn án vì công lao vừa rồi. Ra tù, anh cùng em gái Mưa xinh đẹp góp gạo thổi cơm chung và sinh thằng Hầu con. Anh còn khôi phục lại hợp nhân môn tại Phật Sơn. Qua bộ phim cho ta thấy thế giới hiện đại là thế giới của súng đạn. Hầu Võ là cao thủ số 1 được nhiều người công nhận, trở thành huấn luyện viên cho cảnh sát, nhưng khi lầm đường lạc lối cũng phải đầu hàng tự thú. Thì Phong Vu Tu có là tác giả tác phẩm gì mà đòi chống lại? Dù võ công giỏi đến mấy thì ở thời đại này vẫn không đủ để có thể làm mọi chuyện theo ý mình. Vậy nên trước khi luyện võ, chúng ta cần phải luyện cái tâm, có tâm ắt có tầm, đừng bao giờ làm chuyện ác, luật hoa quả sẽ không từ một ai.
Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Trịch Trịch. Bye bye!